Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay cụt mini cầm một tay dành cho anh em sử dụng các gia đình làm nhà vườn. Và em này đến từ thương hiệu Makita nha mọi người. Mã số là MDE331 nhé. Đó. Em này thì 31cc dành cho anh em sử dụng cắt gia đình. Đấy thì anh em có thể lo leo nhau nhánh tỉa cành hoặc là lo lo ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà. Rất là vừa tầm, nhỏ gọn, nhỏ và nhẹ ha. Thì trọng lượng em này khoảng 3,8kg nha mọi người. Đấy, có nước bơm xăng phụ này, có thắng xích này. Đó, hoạt động bình thường nha mọi người. Rồi, lam của em này để sử dụng lam tổng độ dài là 40cm, mặt cắt là còn 35 nhé. Xích để sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Lam xích khá là đẹp, các đầu rãnh lam chưa bị giật đầu và chưa bị tòe đầu lam. Đó, rất là mới, hàng nước sơn còn nguyên nha mọi người. Xích cũng vậy nha, rất là dày. Đó, thì lam Makita một bên là chứa chìm và một bên là chứa nổi nha mọi người. Đây, chứa nổi bên này. Ai nhờ thấy không? Các nước sơn là chưa có bị chảy chụa và còn nguyên nước sơn trên cây lam nhé. Ốp lam của em này thì sử dụng ốp lam một ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Tăng xích của em này nằm đằng trước này nhá, nó có một con vít dẹp này, đó là cái tăng xích nha mọi người. Đó, bên phía mặt máy ốp lam đây, các tem thương hiệu vẫn còn nhé, Makita. Đấy, cũng còn rất là sáng nha mọi người. Mã số seri ở sau này, 97124449 nha mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Lốc mặt tiền đây, tình trạng máy là bao zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua máy sẽ được tặng kèm 3 món đồ, tiếp mở buji và rũa nha mọi người. Đây, lốc mặt tiền rất là sáng, độ chảy chụa là không có luôn nha. Đó, rất là đẹp nhé. Thì ở đây nó thiết kế cho mình cái núm bơm xăng và đây là chốt e này. Đó, bên này là cái công tắc. Thì ở bên phía các phần tem hướng dẫn sử dụng là vẫn còn này. Đó, và bên phía hộp giật tem mạc máy Makita vẫn còn luôn. Bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp đằng trước là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp đằng sau là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Rồi, giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em này là 1.900.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng ha. Để số là tắt, để lên là xài. Đó, máy rất là bốc, gan ti êm và nhớt lam ra rất là tốt nha mọi người. Rồi, em Makita mã số là MDE331, giá là 1.900.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích Makita này, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng mọi người. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video thì có thể nhắn tin qua Zalo ha. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nhá.